Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo 262 nha quý vị. Cũng 4 cái sâm hương 250 bao cái ship luôn ha quý vị ha. Rồi, cái lon bò cụm tỷ lệ nha, anh chị em nào mua là tôi cắt nửa bầu thôi nha quý vị. Rồi đây là cây số 1. Cây này là Indo ha quý vị ha. Trong 4 cây con cây Indo thôi. Cây này cây số 2 nè, cây này có đủ cành nhánh hết trơn rồi nè. Nó mà xì tuột ra cái là thành cây luôn rồi đó. Ép vô cái chọn nhỏ xíu như tôi nói vậy ha. Rồi đây cây số 3 nè. Cái cây số 4 nè. Rồi về nghiêng nghiêng nó xuống thành cây đổ luôn đó quý vị ha. Đó, rồi về ép vô chậu vậy nè. Đó. Dễ ẹt hả? Cứ nuôi cho nó về về là chờ nó xì tuột ra lú 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 mầm ra cái cắt ngang vậy luôn. Vô chậu luôn, vô chậu như vậy luôn. Cắt ra đưa vô đây luôn, trộn cát với cho rồi thôi là vô là ok. Đem vô thùng xốp bỏ vô đậy nắp lại 10 bữa nửa tháng là nó xì tựa tùm luôn nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.